Nhiệm của tụi con là mang cái giác ngộ của Phật Pháp đến cho thế giới ở tương lai. Có đồng ý hay không? Vì nếu trước cái sự đe dọa hủy diệt toàn cầu bởi những vũ khí tối tân hiện đại, công nghệ cao, thì ta rất cần cái đạo đức lớn lao mà đủ sức để kìm lại cái tham vọng hủy diệt của loài người là sự giác ngộ tâm linh. Còn đạo đức bình thường chịu không nổi. Đạo đức bình thường ví dụ thôi ăn hiền ở lành được rồi, thương người như thể thương thân, nhịn một câu nhịn bằng chính câu lành, vân vân. Những khái niệm đạo đức đó không chịu nổi với cái vũ khí hủy diệt hàng loạt, càng lúc càng tiến bộ quá nhanh. Nhân loại phải tiến đến cái đỉnh cao của đạo đức thì mới kìm lại được cái sự hủy diệt hàng loạt đó. Cái nỗi đe dọa hủy diệt hàng loạt đó chính là gì? Là sự giác ngộ tâm linh, là vô ngã, là thiền định. Tất cả những điều đó nằm trong Phật Pháp. Tất cả những điều đó là nằm trong Phật Pháp cả. Và cái may mắn chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta tiếp cận được Phật Pháp từ bây giờ. Và trách nhiệm của tụi con là phải đem Phật Pháp, đem cái ước mơ giác ngộ tâm linh đó đi đến cho thế giới ở ngày mai. Vì rất nhiều người chưa biết đó.